Welcome back to my videos. Xin chào mừng tất cả các tình yêu đã quay trở lại với những cái chuỗi videos sinh viên edX học gì của mình. Và xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ, hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học edX. Ok, hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với bộ môn Focus on Excellence do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy tại giảng đường của đại học edX. Và buổi học hôm nay là buổi học mình sẽ review lại một cái từ khóa, tức là mình cảm thấy tâm đắc nhất về một cái từ khóa trong cái buổi học trước là gì. Thì hôm nay mình sẽ nói lên cái quan điểm đó để các bạn có thể cùng chiêm nghiệm, cũng là cùng đưa ra những cái quan điểm của mình để giúp bản thân tốt hơn nhá. Ok, thì sau tất cả những cái buổi học vừa rồi, chúng ta đã nói rất nhiều về từ khóa là quan sát rồi đúng không ạ? Đấy, quan sát về hình thức khách quan này, quan sát là gì, hay là quan sát ý thức chủ quan này. Thế thì hôm nay mình muốn thay đổi một chút về cái từ khóa, tại vì là thông qua cái buổi học vừa rồi ấy, thì mình có nhận ra được một cái từ khóa nó rất là đặc biệt và bản thân mình khá là tâm đắc về nó, và mình cũng muốn nêu ra đây để các bạn có thể cùng chú ý và cùng gì ạ, cùng nhau tìm hiểu về cái từ khóa này. Đó là gì ạ? Tỉnh thức, hay còn gọi đặc biệt hơn và chi tiết hơn, đó là gì ạ? Tỉnh thức trong từng thời điểm. Đấy, thế thì cái tỉnh thức này là gì? Theo mình hiểu ấy, nó là quá trình mình ý thức được những cái hoạt động diễn ra của hệ thức khách quan. Đấy, trong cái mô hình lần trước mình có đưa ra cho các bạn ấy, không biết bạn có nhớ không, thì đó sẽ là gì ạ? Sau khi mà những cái hình thức khách quan nó tiếp xúc với những cái ngũ quan của chúng ta, đấy, về gì ạ? Thính giác, thị giác, gì đó vân vân, đấy, thì nó sẽ tạo ra những cái dòng xung điện thần kinh đúng không ạ? Tạo ra cái dòng năng lượng và tạo ra cái dòng xung điện thần kinh sẽ gửi thông tin đến não bộ là cách chung của thần kinh của chúng ta, và từ đó là kích hoạt não bộ. Đấy, thế thì cái việc tỉnh thức này nó là một giai đoạn nào? Cái việc tỉnh thức này nó là một giai đoạn, đó chính là khi mà chúng ta đang quan sát ấy ạ. Đấy, quan sát đấy, thì mình sẽ dừng lại và mình tỉnh thức nó. Mình tỉnh thức, dừng lại ở đó, mình tỉnh thức và mình sẽ lôi cái dòng suy nghĩ đó theo cái một cái hướng, theo mình hiểu nhá, thì đó là việc ý thức chủ quan ấy. Thế nhưng mình biết được rằng là mình đang suy nghĩ. Đấy, mình biết được rằng là mình đang có suy nghĩ như này, và mình có cái tâm thế đó là gì ạ? Mình phải tỉnh thức ngay tại thời điểm đó. Nếu như bạn nhận định, não bộ của bạn ấy ạ, nhận định hay là bạn đã quan sát rằng là cái việc đó đang sai, cái việc đó mình không nên làm, thì bạn cần phải tỉnh thức được trong cái thời điểm đó. Đấy, thế thì ví dụ cụ thể khi mà bạn đang nóng giận đúng không ạ? Đấy, bạn đang nóng giận hay là bạn đang ở một mình nhá, thì tự dưng ở ngoài cửa hay là ở đâu đó bạn nghe thấy tiếng bước chân hay là tiếng lạch sạch gì đó, thì ngay lập tức não bộ của bạn sẽ làm gì? Ngay lập tức não bộ của bạn sẽ liên tưởng đến những cái hình ảnh đúng không? Liên tưởng đến những cái hình ảnh đó là gì ạ? Nào là có trộm này, nào là có cái gì, có người đi ra vào, có kẻ cướp đấy, hay là có ma, có quỷ vân vân. Thế để khi đó thì đấy là não bộ của bạn nhá, đang dẫn dắt bạn đi đúng không ạ? Hay là khi bạn đang nóng giận, ví dụ bạn có xảy ra xung đột với một người bạn của mình, thế thì ngay tại thời điểm đó, đấy, ngay tại thời điểm đó bạn đã quan sát được rằng là ý nghĩ của mình có cái gì, có hành động muốn đánh bạn đó, có gì ạ, có hành động muốn chửi bạn đó. Đấy, tức là nếu như các bạn có đủ thời gian để mà tu tập được ấy, cái tu tập được về quan chiếu lại bản thân của mình ấy, để mà có thể nhìn thấy được những cái hành động, để mà có thể nhìn thấy những cái suy nghĩ mà muốn hành động như vậy nhá, thì các bạn phải trải qua được một cái thời gian tu tập rồi về quán chiếu hơi thở này, đấy, về tập trung suy nghĩ này, đấy, tức là các bạn phải trải qua tất cả những cái việc mà các bạn quan sát ở bước sơ khai rồi, thì đến cái bước mà các bạn có thể đọc được suy nghĩ của mình, có thể nhìn ra được những cái ý niệm, có thể nhìn ra được những cái suy nghĩ nó gì ạ, những cái tiếng nói bên trong não bộ chúng ta, thì lúc đó các bạn đang dần dần bước đến cái từ mà mình đang muốn nói ở đây, đó là từ tỉnh thức. Đấy, khi mà các bạn đang xung đột với một người bạn của mình như vậy rồi, thì ngay lập tức não bộ của bạn sẽ có những cái gì ạ, ý thức chủ quan hiện lên, có những cái tiếng nói hiện lên, và đó là những cái trải nghiệm trong quá khứ của bạn, và não bộ đã diễn giải và phân tích nó. Đấy, thế thì khi mà bạn xuất hiện ra những suy nghĩ như vậy rồi, bạn muốn đánh, bạn muốn gì ạ, bạn muốn chửi người ta rồi, thì bạn ngay lập tức cái thời gian đó nhá, thì bạn phải tỉnh thức rằng là đây là những cái gì mà bản thân của mình ấy trải qua trong quá khứ, và mình cần phải thay đổi. Mình không thể đánh được, mình không thể chửi được, và mình phải nghĩ ngay đến gì ạ, kết quả khi mà mình đánh họ, mình chửi họ, mình có được cái lợi ích gì không, kết quả này thì có đem lại được cái gì ạ, những cái mối quan hệ hài hòa hay không. Đấy, các bạn sẽ nhìn được ra những cái như vậy, thì cái việc tỉnh thức như vậy sẽ giúp các bạn gì ạ, có những hành động đúng đắn hơn, sẽ tạo ra được những cái hành động
khôn ngoan hơn, văn minh hơn và gì ạ, thông minh hơn nữa. Đấy, thế mình cái điều mình cảm thấy rất là hay ở đây là gì ạ? Cái quá trình mà tạo ra con người mới của mình ấy thì được bắt đầu bằng việc là gì? Tỉnh thức trong từng thời điểm. Và thời điểm đó nếu như chúng ta biết được, chúng ta nhận ra được những cái điều mà chúng ta muốn làm nhưng mà nó lại không mang lại kết quả tốt, nó gì ạ? Nó khiến chúng ta đi vào vòng xoáy, nó khiến chúng ta xấu đi, thì mình sẽ phải tỉnh thức. Mình sẽ phải tỉnh thức ở thời điểm đó để mình nhận ra được bản thân của mình, mình nhận ra được cái lối đi gì. Đấy. Hay còn gọi rằng là gì ạ? Mình thay thế những cái bản năng cũ của mình bằng những cái thói quen, hành vi, bản năng mới để xây dựng nên con người mới của mình, đúng không? Mình get better mỗi ngày, mình tốt lên mỗi ngày. Thì cái từ khóa tỉnh thức này mình cảm thấy nó cực kỳ quan trọng. Và cái câu mình cảm thấy rất tâm đắc đó là quá trình mà chúng ta làm mới bản thân của mình ấy, quá trình mà chúng ta tạo ra một con người mới tốt hơn thì nó được bắt đầu bằng việc chúng ta tỉnh thức trong từng thời điểm. Đấy, và cái thời điểm đó là cái việc mà chúng ta sẽ tích lũy, là cái việc mà chúng ta trải nghiệm và tích lũy dần 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 dần. Nó không phải là việc ngày 1, ngày 2 mình có thể ăn sổi được, mà nó là cả một cái quá trình các bạn tu tập rèn luyện cực kỳ là dài ngày, có thể có rất là khổ cực, bởi vì chúng ta thì đã có những cái gì ạ? Ảnh hưởng, ám ảnh của não bộ, đúng không? Có những cái vết thương lòng, có những cái vết thương trong não bộ rồi, để mà có thể sửa được thì nó cực kỳ là gian truân và trải qua được nhiều cái cung bậc cảm xúc cũng như là thử thách. Đấy, thế thì chỉ cần chúng ta có một lòng kiên trì thôi. Và mình tin rằng là các bạn, nếu như các bạn đã thực hành tu tập quán chiếu hơi thở của mình được rồi ấy, hay là quan sát được rồi, thì cái việc mà các bạn dừng lại, các bạn quan sát được những cái ý nghĩ của mình đấy, một chút thôi nhá, chỉ cần dừng lại một chút thôi để các bạn có thể nhìn thấy được những cái suy nghĩ, những cái hành vi mà mình muốn nó dấy lên, nó nổi lên trong não bộ của mình, thì các bạn sẽ đạt được đến gần như là 80% cái công cuộc mà các bạn muốn tỉnh thức tại điểm đó rồi. Đấy, muốn tỉnh thức tại thời điểm đó nhá. Thế mình cảm thấy rằng là đây là cái việc thật sự là khó. Và cái từ khóa tỉnh thức này thì cần sự hiểu biết và cần sự quá trình tu tập cực kỳ là dài ngày để các bạn trở thành một cái thói quen, một cái bản năng và hành vi. Hành vi sẽ quyết định nên con người chúng ta là ai, đúng không ạ? Đấy, vì bây giờ các bạn còn trẻ thôi, mình cũng vậy. Mình cũng có rất nhiều những cái lỗi sai, mình cũng có rất nhiều những cái sai lầm trong quá khứ, và mình cũng có rất nhiều những cái bản chất, mình xin lỗi, có rất nhiều những cái con người bên trong của mình ấy, mà do người khác tạo nên chứ không phải là do mình, do môi trường, do phong tục tập quán, do người khác nhào nặn lên, nhồi sọ lên, đúng không? Đấy, mà mình không hề biết. Bây giờ mình đang quán chiếu, mình đang tu tập và mình đang nhìn lại bản thân của mình rằng là mình đang như thế nào. Đấy, trong thời điểm đó mình sẽ như thế nào, trong thời điểm này mình sẽ như thế nào, và mình tỉnh thức tại từng thời điểm như vậy, dần dần mình sẽ tích lũy được những cái core value, tức là những cái giá trị cốt lõi, những cái niềm tin giá trị và những cái nguyên tắc sống của bản thân của mình. Thì như vậy thì mình sẽ hành xử, nói năng hay là làm việc, sống một cách có nguyên tắc, một cách rõ ràng, mạch lạc. Đã. Thì đây là những cái điều mà mình rất là tâm đắc trong cái buổi học vừa rồi với từ khóa tỉnh thức này, hay là còn gọi chi tiết hơn là tỉnh thức trong thời điểm. Và rất mong các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến đóng góp hay là những cái quan điểm của bản thân mình để có thể là chúng ta cùng tốt lên mỗi ngày. Ok, cảm ơn các bạn đã xem được cái video này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.